Hai cái màu này các bạn có thể đi ban ngày và đi ban đêm thoải mái. Đi ban ngày nó sẽ dịu mắt hơn. Đi ban đêm các bạn vẫn quan sát rất là tốt và cái độ tương phản nó cao á, dễ nhận diện vật thể lắm. Và thêm cái ưu điểm nữa là khi mà có đèn pha mà công suất lớn chiếu ngược chiều á, các bạn sẽ không thấy ló mắt luôn. Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng những cái kính gương Revo dành cho mẫu Rock 01, Rock 08, Yuhi 978, 977 và 981 đã về hàng. Thì cũng như thường lệ bên mình sẽ về ba màu, đó là màu cam nhạt và màu gương xanh này. Gương xanh này là gương xanh nhạt nha. Hai cái màu này các bạn có thể đi ban ngày và đi ban đêm thoải mái. Đi ban ngày nó sẽ dịu mắt hơn. Đi ban đêm các bạn vẫn quan sát rất là tốt và cái độ tương phản nó cao á, dễ nhận diện vật thể lắm. Và thêm cái ưu điểm nữa là khi mà có đèn pha mà công suất lớn chiếu ngược chiều á, các bạn sẽ không thấy ló mắt luôn. Cái này là cái ưu điểm rất là lớn của kính gương Revo nha các bạn. Còn một màu mà mình muốn giới thiệu tới các bạn là màu đỏ cam đậm này. Cái màu này thì nhìn nó rất là đậm đà, rất đẹp. Nhưng mà màu này mình quan ngại là đi ban đêm nó sẽ không tốt nha các bạn. Nếu như các bạn muốn mua kính đa dụng đi ban ngày ban đêm tốt á, thì nên lấy cái màu gương xanh nhạt này và cái màu gương cam này thôi. Con điều mình nói tiếc là mặc dù mình cố gắng tính cái chi phí, tính cái giá nó tốt nhất, nhưng mà cái giá nó không được thấp như mình mong đợi các bạn. Cái giá bán lẻ của kính này hiện tại mình đang định giá đó là 490.000. Nếu các bạn mua chung với nón á, thì sẽ được giảm 100.000 cộng 390. Cái này thì thật sự ra tính xong mình cũng thấy hơi hụt hẳn chút xíu. Mình cũng cố gắng mình tính cái giá nó hợp lý nhất rồi. Tại bên mình bán chủ là bán nón, còn máy này là phụ kiện bán thêm thôi. Bạn nào thích thì mua thêm. Cái kính này thì không có siêu nha các bạn. Kính này của hãng thứ ba làm. Và nó có một chuyện là nó làm cái nút pin lock này nè. Nhưng mà con ốc ngoài nó không được đẹp lắm. Nó bị hơi bị rỉ sét ở trong chút. Cho nên bạn nào mua thì mình cũng nói rõ cái này ha. Cái này là mình không có bảo hành phần này. Cái nút nó chỉ dặn ở trong thôi. Muốn đẹp thì chùi cana hoặc là lấy RB7 á, làm cho đẹp đi chút xíu. Cái này là Rock 08 nè, dán tem Exeter lên cái đuôi vỏ tròn. Và cái kính này bật lên bật xuống cũng rất là mượt nha bạn. Rock 08 đang cháy hàng, đang thiếu đơn nhiều bạn lắm. Đang về hàng thì tầm khoảng mai hoặc mốt về nữa. Bên mình chỉ nhận ship hàng cho tới hết ngày 14 tháng 1. Thì đâu đó còn 3 ngày nữa. Cái này là cái nón Rock 08 lên tem Exeter vàng và lên kính gương này xanh. Cái này mình không đổi được, con thấy không? Là bán tới mức độ này nè, là tháo lót ở trong ra bù qua đắp lại á, là để cho bán khách có liền á. Chứ mình hiện tại là bên mình nợ nhiều bạn lắm, là hứa nhận ship hàng đó, đợi nhà máy gửi hàng về. Rock 08 thì nó quá đẹp, cái mức chi phí nó tốt mà bán hầu như là ai đội cũng khen chứ á. Hôm nay bên mình là rất là hot dòng này luôn. Cái này là nón Rock 01 nha các bạn, lên cái kính gương đậm đà và cái tem Winner màu đỏ. Mình vẫn đánh giá cao cái Rock 01 ở khoảng kính gió cũng như là cảm giác đội hơn Rock 08 một chút xíu thôi. Còn so với Rock 05, Rock 03 là hai cái mũ này ăn đứt mấy cái mũ đó nha. Bên mình thì bán nó cũng đa dạng cũng nhiều. Món nào thích có thể tới trải nghiệm thực tế nha. Bên mình thì hiện tại có 10 cửa hàng trải dài khắp ở Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ. Bạn nào thích có thể tới thử thực tế, thấy cái nào vừa ý hợp mình thì chọn nha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.